Mến chào anh em đến với kênh Mai Vàng Kiên Giang. Lời nói đầu tiên thì cũng chúc toàn thể anh em cô chú mình đầu năm mới gặp thật nhiều may mắn cũng như là thành công trong cuộc sống, trong công việc ha. Thì hôm nay mình muốn đến chỗ nhà của anh Tỏ để review lại một cây mai vàng bông kem, giới thiệu cho cô chú anh chị mình xem mặt hoa trên cây luôn ha. Thì thích thì cứ liên hệ số điện thoại mình để trên góc trái màn hình ha anh em. Cây mai hôm nay nó chỗ bông nó được bông gì nè cô chú anh chị ơi. Rồi cho thông số luôn anh Tỏ ơi. Chiều cao là 3,5 m, tán ngang luôn. Tán ngang là 3,2 m, chiều cao là 3,5 m nghe anh em cô chú. Nó tàn thì form tàn của nó là tàn tự nhiên. Cây là dạng một cốt mà thấy xa xa nó cũng đã 4-5 thân gì nè cô chú anh chị ơi. Đó, dàn bông của em nó hôm nay nó cũng gực gỡ ha. Rồi, cho thông số hoành thân luôn đi này. Rồi chi tiết lại một số cái thăng đồ đường thăng được sao. Rồi, cắn trước lên. Rồi, bơm sát rồi đã. 39. Rồi, quần thăng của nó là 39 nha anh em. Vị trí thước nó nằm gì nè. Thước thì ôm chặt ha, thông số thì bao thông số cho anh em cô chú mình đo lại luôn. Rồi, anh hào hạo xuống cái cũ thôi kìa. Chịch xuống chút xíu thì nó bị lớn. Rồi, đúng rồi. Cái cũ của nó cũng 52. Cũ của nó được 52 á cô chú anh chị. Cái này bứng trước Tết ha anh. Trước Tết. Bứng trước Tết thì có một số cô chú anh chị cũng yêu cầu là thấy mặt bông trên cây nên hôm nay cũng quay lại. Được rồi thì bứng thì nó cũng có mặt bông mà lên hay cái nó rụng hết trơn rồi cô chú anh chị. Bệ đế em nói gì đây. Về đường thân thì nó là một cốt 5 thân ha. Một phút đầu năm sở hữu cái cây này về thì cũng khá là ok ha cô chú anh chị. Đó, mặt bông của em nó hôm nay chỗ gỗ hết trơn rồi cô chú anh chị. Mặt bông ở đây nhiều lắm. Cái này bông nó thơm lắm, thơm hơn mai vàng. Mặt bông thì anh Tỏ nói là nó thơm hơn mai vàng. Đó. Đây có mặt bông luôn. Đây mặt bông mai vàng và mặt bông mai kem ha cô chú anh chị. Đó. Hầu như là rất là đẹp ha, cái màu của nó sáng lắm. Tàn của cây thì nó như thế này đây cô chú anh chị ơi. Ở trên nó chỗ khá là nhiều hoa luôn kìa. Cái đó là phom tàn tự nhiên ha. Cái này cô chú mình nào thích chơi tàn dù á, mình về mình có thể lọc bỏ một số xương ở dưới ha, để mình lấy cái phom tàn ở trên để tạo thành một cái tàn dù. Cây này thì chỉ cần chơi mặt hoa thôi là rất là tuyệt vời ha cô chú anh chị. Dòng này thì nó tương đối là cũng ít có. Cô chú anh chị nào mình sở hữu được cái cây này thì năm sau có mặt hoa độc lạ để mình chơi Tết này ha. Hoa nó chỗ ở trên phía trên khá là nhiều nè cô chú anh chị ơi. Rồi cái này hôm nay giao lưu giá nhiêu anh? Giao lưu giá 15 triệu. Giao 200 km. Rồi cũng giao lưu giá là 15 triệu bao ship 200 km luôn cô chú anh chị ơi. Rồi hôm nay mình có cây một hả anh? Có cây một.
Rồi, hôm nay cũng quay lại một cây à cô chú anh chị ơi. Cây này thì cũng khá là nhiều cô chú anh chị yêu cầu xem mặt hoa trên cây này nó rất là nhiều rồi nè, nên em quay lại cho cô chú anh chị mình xem. Rồi cái cây mai vàng bông kem này thì cô chú anh chị nào thích thì cứ liên hệ xuống thoại cho em ha, để trên góc trái màn hình á. Rồi, cuối clip thì cũng chúc anh em xem clip vui vẻ ha, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ha.